Lê Thứ biến di Thương Hải, dùng phép màu lập lại thượng nguyên. Cái này thầy cho biết nghe thôi, cái này tôi nói nhỏ nhỏ nghe quý vị, cái này việc thiên cơ. Nhưng mà thiên cơ thầy đã cho biết rồi, thiên cơ khùng tỏ hết trơn rồi, nó cho chằng hạ tường nơi lao lý. Bây giờ nè, nói trước mắt đây nè quý vị, là thầy đã cho biết trước nhiều năm nay, là năm 1939 tới nay rồi. Quý vị thấy nè, đây nè, chỗ này thầy đã cho biết luôn nè nghe. Cái này mình nói cái nhỏ nhỏ nghe quý vị nghe. Là thầy cho biết đó là đau nhiều chứng dị kỳ khó kể. Bởi vì thầy là cho biết trước rồi mà nè. Hội công đồng xem xét hẳn hồi, sai chư tướng xuống răng chẳng thế, đau nhiều chứng dị kỳ khó cái, sắp từ nay lao khổ đến cùng, kẻ dương gian khó nổi thung dung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, và lễ kính Đức Phật, Đức Thầy. Và kính thưa quý vị, thì được biết hôm nay để gặp gỡ cùng quý vị chia sẻ qua nền Phật Pháp, thì để mở đầu chương trình đọc qua giáo lý của Tổ Thầy để gieo duyên cùng với quý vị, mời đồng dự thính. Nam mô A Di Đà Phật. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dương. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hương, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa quý vị, được biết hôm nay đến nhà chú Bảy cũng gặp gỡ cùng chú Bảy để chia sẻ qua hai câu giảng, là Đức Thầy chúng ta cho biết đó là thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma chờ mở cửa quỷ dương xuống thế. Thì kính thưa quý vị, qua hai câu giảng hôm nay thì đồng đạo huynh Bảy cũng có nhân duyên gặp gỡ đến nhà của huynh Bảy để chia sẻ qua hai câu giảng này, để bắt nhịp cầu nhau cảm, thì cùng với quý vị để theo cái hiểu biết của tôi hôm nay, thì Đức Thầy, Đức Phật chúng ta cũng hoài bảo đó là các ngươi muốn đền ơn ta ư? Giáo pháp của ta đó học đi, giới lực của ta đó hành đi, đạo của ta đó truyền đi. Thì mọi sự tán thán cúng dường mười phương pháp giới không bằng đem cái giáo pháp của Đức Phật mà truyền bá. Sống trong thời cùng cơ mạt kiếp, thì chúng ta được nhân duyên lành gặp được Đức Phật, Đức Thầy. Ngài cho biết là nên bổn phận chúng ta phải noi theo trí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ minh mẫn, đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt dùm kẻ xa cơ, và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được reo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Và Đức Thầy chúng ta cũng hoài bảo, tầm sức nhỏ còn làm nên khen, người không lo có thèn hay chăng, cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng, với tín nữ thiện nam Phật giáo. Nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ tinh danh công đức Phật từ bi vô lượng.
Như vậy thì mai thai duyên lành chúng ta được ở trong vùng xứ đạo mà Đức Thầy chúng ta cho biết là duyên lành rõ được khùng điên. Chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Như vậy thì hôm nay chúng ta đã có duyên nghe được những cái lời pháp nhũ của Đức Phật, Đức Thầy. Thì Đức Thầy chúng ta cũng cho biết đó là thời kỳ này nhiều quỷ cùng ma là chính bản thân chúng ta nhìn lại mình xét đó quý vị. Bởi vì Thầy cho biết đó là địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Như vậy thì là Đức Thầy chúng ta chỉ rõ đó là ma ma Phật Phật, thấy không? Là ma ma Phật Phật cũng do ta. Ma Phật khác nhau chỗ chánh tà. Bởi vì tà với chánh còn đang trà trộn, người muốn tu phải sớm lọc lừa. Như vậy thì Đức Thầy chúng ta cho biết là học ta đạo làm điều ta mỹ, theo vị đòn cung kiến tinh tà, thì sau này gặp chuyện thiết ta, đừng có trách khùng điên chẳng cứu. Hay là sau này kẻ khóc người la, dài ba năm nữa biết mà tà tinh. Hoặc là Thầy cho biết là sao tà tinh ăn sống nuốt tươi mà bá tánh chẳng lo cải thiện. Sao tà tinh ăn sống nuốt tươi mà bá tánh chẳng lo cải thiện nha quý vị. Như vậy thì Đức Thầy chúng ta cho biết đó là bây giờ mình phải lo tu gấp đi. Bởi vì là thời kỳ này là Thầy cho biết là nhiều quỷ cùng ma rồi, mà chờ mở cửa quỷ dương xuống thế luôn đó quý vị. Bởi vì quỷ ma là ở đâu? Bởi vì là Thầy cho biết là quỷ ma hay phá rối người tu, đạo đức chu nhu ráng chí hành, chớ bỏ lời thề nơi Phật cảnh, chớ quên tiếng nguyện chốn non xanh. Bởi cho nên hôm nay mình thấy là trước mắt nè, Thầy nói ông nhồi quả cho người hành đạo. Lúc nguy nàng thôi chí cùng chăng, nếu bền lòng dĩ quả cao thăng, chẳng chặt giả bỏ lăng Phật thanh. Như vậy thì mình gắng giữ cái tâm mình làm sao á, đừng cho là tham sân si đó, nhân ngã. Như vậy thì là mình không có bị cái tâm ma mình nó chen vô nghe quý vị. Bởi vì cũng vì nóng giận đó, tham sân si chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong vòng bệnh khổ. Mà nói tới đây bệnh khổ Thầy cho biết luôn nghe quý vị. Đây nè quý vị ơi, Thầy cho biết là thời kỳ này là rõ ràng hiện tại luôn nè, là Thầy cho biết là no chiều rồi lại đói mơ, dương chằn sắp dưỡng bệnh trời từ đây. Quý vị thấy bây giờ có không? Trước mắt chúng ta là nè Ấn Độ nè, Pháp nè, Anh, Mỹ nè, dân dân là bệnh nè. Thôi bây giờ là vô số rồi quý vị ơi. Bởi cho nên nó là lớp đau chết kể thôi vô số, thêm tà ma quái chặt đường, chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Nhưng mà Thầy cho biết luôn nghe quý vị, khắp thế giới cửa nhà tan nát cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tặng việc lập đời trở lại. Khắp lê thứ biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thượng nguyên. Cái này Thầy cho biết nghe thôi, cái này tôi nói nhỏ nhỏ nghe quý vị, cái này việc thiên cơ. Nhưng mà thiên cơ Thầy đã cho biết rồi, thiên cơ khùng tỏ hết trơn rồi. Nó cho chằng hạ tường nơi lao lý. Bây giờ nè, nói trước mắt đây nè quý vị, là Thầy đã cho biết trước nhiều năm nay, là năm 1939 tới nay rồi. Quý vị thấy nè, đây nè, chỗ này Thầy đã cho biết luôn nè nghe. Cái này mình nói cái nhỏ nhỏ nghe quý vị nghe. Là Thầy cho biết đó là đau nhiều chứng dị kỳ khó kể. Bởi vì Thầy là cho biết trước rồi mà nè. Hội công đồng xem xét hẳn hồi, sai chư tướng xuống răng chẳng thế, đau nhiều chứng dị kỳ khó cải, sắp
từ nay lao khổ đến cùng, kẻ dương gian khó nổi thung dung, người bạo ác không toàn tánh mang. Đường đạo lý chớ nên chán nản, hãy bền lòng tìm Phật trong tâm. Như vậy thì mình phải gán giữ chặt dạ mình nha. Bởi vì là vô đầu là nó khó là gì? Ăn chay nè, cúng lại niệm Phật làm lành là nó khó rồi. Khó là khó gì? Khó là tại vì mình quen cái sự đời nó nhiều rồi. À, tối ngày mình cứ cắt cổ mổ bụng lột da chiên xào nấu nướng nó quen rồi. Nhưng mà hôm nay kêu mình trở lại ăn chay nó khó. Nhưng mà thầy cho biết gán vô đi, chữ tập đề nay đà mở cửa, để đem vào khuôn khổ người hiền. Ráng cực lòng một bước đầu tiên nha quý vị, sao mới được làm nên Phật Thánh nè. Bởi vì á, cái cực lòng là hàng ngày chúng ta nè, gắng cố gắng nhẫn nhịn nè. Thứ hai nữa, mình á, là thèm gì đó, mình cố gắng, mình á, là quyết chí. Mình phải, tức là không còn nghĩ tới mà miếng ăn mà ngon như vô miệng, mình nuốt qua khỏi cổ rồi cũng có gì đâu. Phải không? Bây giờ chúng ta phải gắng cố gắng. Bởi vì ăn chay nó có thể là lòng từ bi mình có nè. Mình nghĩ đi, thịt của mình nè, mình cắt gan miếng mình ăn mình chịu không? Đâu có chịu quý vị, phải không? Chính mình đấy nè. Nó như vậy thì mình xét tới xét lui ở dương thế này nha. Thầy đã cho biết đó, tạo nhiều cảnh khổ thì xuống quỳnh tiền địa ngục khảo hình nha. Tuy lưới chờ thưa rộng thinh thinh, chớ chẳng lọt những người hung ác. Mà thầy cho biết trước luôn nha, cái kỳ này là kỳ thoát trần rồi đó. Tức là kỳ xả tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Gặp giảng kinh chằng cứ làm ngơ, chồng bông kiển giống chi hưởng nấy. Hôm nay chúng ta làm sao mà chồng, là thầy cho biết là kỳ xả tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Gặp giảng kinh chằng cứ làm ngơ, chồng bông kiển giống chi hưởng nấy. Bây giờ mình trồng gì mình ăn nấy nha quý vị. Bởi cho nên á, muốn cho Phật là Di Đà lại giếng, trong lòng đừng vắng tiếng Nam Mô. Có thật mời thì kẻ mới vô, không thèm gọi ai mà đến rước. Cho nên giống nằm tặng dưới đáy sâu rồi, mưa sôi nắng đục nay chồi đầu lên. Một lời xưa đã nguyện nên, nay chiều kẻ đứng đợi trên trần đời. Khổ lắm quý vị ơi, khổ trần gian chỉ một lối ra. Lối ra ấy chính là đạo đức, thiếu đạo tợ cá kia thiếu nước, khó tránh qua cảnh sát thay phơi. Hiện bây giờ quý vị thấy không? Bởi thầy cho biết đó là hoàn cầu trái đất chuyển xây, gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn. Ngày nay đạo đức chẳng mang, rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua. Như vậy thì thầy cho biết đó là thời kỳ này khổ nghe quý vị. Bởi vì khổ giới thảm ngày nay, có mấy sợ mai sao dòm thấy bay hồn. Trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, mà cảnh sông máu núi xương tha thiết, chẳng như thế bây giờ nào biết. Chừng nhìn xem hư thiệt mới tường. Ta bây giờ tu niệm tầm thường đi, sao danh thể xạ hương khắp chốn. Bây giờ mình tu bình thường thôi quý vị. Theo học đạo mặc ai mai mỉ, ta cũng đừng gây gỗ với người. Mở thằng nhiều khi có nhiều người nha, người ta tu rồi còn là bị là nhồi quả, nói nặng nhẹ. Nhưng mà mình gán, thầy còn bị nói kìa. Thầy cho biết là kêu thằng hay gọi là ông, cũng không có muốn ai hồng tôn ti. Bởi cho nên á, mình biết Phật mà còn bị chê nè quý vị. Huống chi mình là phàm phu, mà bây giờ mình biết giác ngộ là mình á, là vượt bậc rồi. Thì như vậy thầy đã cho biết nhiều lần, ráng lo đi. Dầu ai có nói ta là người quấy, ta cũng cam bụng chịu tiếng lời. Tỏ ít câu cầu chúc cho đời, mong bá tánh vạn văn giải thoát. Thầy đã mong mỏi cho mình, tại sao ngài đó là đã chứng quả vị rồi, mà ngài còn phải len lỏi xuống chốn hồng trần, đặng chịu cảnh chê khen. Vì lòng từ ái chứa chan thương, bách tính tới hồi tai họa. Phật Dương Đà chỉ rõ mái diệu quyền, chuyển lập hội long qua, chọn những đấng tu hành cao công quả.
để ban cho xứng vị xứng ngôi. Thì hôm nay chúng ta trở lại giác ngộ tu, bởi vì hồi xưa giờ mình tạo quá nhiều việc ác rồi. Bây giờ mình trở lại liền thì thầy cứu mình nghe quý vị, và có văn thù Bồ Tát cứu luôn à nghe. Bởi vì thầy cho biết nè, là hồi xưa giờ mình tạo quá nhiều nghiệp ác rồi, hôm nay mình thật tâm hướng thiện hoài đầu, nội trong nhất khắc được chầu Như Lai, ví dầu sắp chết ngày mai, bữa nay hối ngộ liên đài cũng lên chắc ăn đi. Thầy đã cho biết rồi, thầy cho biết chỗ này nè, đua một lòng làm bạo làm sằng, ai mà xét đến năng năng hoài đầu hướng thiện bằng tăng dắt dùm. Như vậy thì mình trở lại mình lo tu đi, quyết tu hành bỏ sự gian khuy, lợi danh đời lòng chẳng tiếc chi, đường giải thoát cứ đi cho tột, trong nhà lửa mà không bị đốt, ở cõi trần mà được khỏi mê, có vinh quê chẳng nhiễm vinh quê, được phú quý không mê phú quý, càng có của càng nên bố thí, bố thí nhiều địa vị thêm cao, tại chẳng của cải ti hao, nhưng nơi cửa Phật càng giàu phước thêm. Như vậy thì là mình thấy rõ ràng đó, giàu sang không phụ bạc cơ bằng, thông minh chẳng ngạo khinh ngu dại. Như vậy thì mình ráng hàng ngày dùng cái pháp môn niệm Phật để trừ đi cái vọng niệm của chúng sanh, vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt, vì cái vọng niệm về việc thế trần ấy mà không cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che chân tâm mờ ám, nên nay hãy thành tâm niệm một niệm Phật thì lìa được một niệm chúng sanh, mà niệm niệm Phật thì lìa tất cả niệm chúng sanh, cho đến khi nhất tâm bất loạn. Chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được. Cho nên á, niệm Phật đó là lúc nào cũng niệm luôn, nằm ngồi đi đứng niệm không buông, lúc chưa thường thục còn sao động, khi đã thường quen hết rối cuồng. Cho nên hôm nay chúng ta được cái nhân duyên là Đức Thầy chúng ta cho biết đó, là nếu như ai cố chí làm lành là mình hằng ngày làm lành đó. Bởi cho nên đó là nam mô miệng niệm lòng lành, bá gia phải ráng biết rành đường tu, hoặc là niệm Di Đà ráng niệm cho rành thì mới được sống coi tiên thánh. Bởi cho nên đây đây mình nói thêm cái nữa nghe quý vị, rồi mình kết thúc cái đề tài. Thầy cho biết đó là ở Tây Phương chư Phật ngóng trông chờ bá tánh rủ nhau niệm Phật, hay là kiếm con hiền đức dắt về về nơi cõi Phật Tây Phương an nhàn, cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật liên đài cũng lên, cực lạc muốn giảng sanh cứ y hành như thử. Như vậy thì mình thấy cái đời người nó mỏng mẻo lắm quý vị, bởi vì đời người là vô thường giả tạm, có gì bền chắc đâu mà tránh khỏi ngày tan rã. Như vậy thì mình phải gắng cố gắng lo tu đi, bởi vì thầy cho biết đó là con Phật đó thì đâu có khôn lanh đó. Như vậy thì là đời dân vật khôn ma khôn quỷ đó, lo trang sức kim thờ quê Mỹ, rồi phụ phàng cổ tục nước nhà, trong tâm thì chứa chữ gian tà, chớ chẳng chứa tấm lòng bác ái. Học chữ nghĩa cho thông cho thái, đặng xe sang đài các xe tàu, tiếng làm mừng cửa miệng làm màu, trong tâm ý mù mồ đủ thế. Như vậy thì là hôm nay chúng ta có nhân duyên lành đó. Thầy cho biết đó là cái cảnh khổ nhiều lắm quý vị, mà thầy cho biết là khổ đà đi đến như tên, ráng lo tu niệm tìm nền vinh hoa, đời tặng thế mà còn lần lựa chẳng chịu mau cải giữ về lành. Làm Phật nhi phải được lòng thành thì mới đặng giảng sanh cực lạc à. Bởi cho nên thầy nhắc nhở mình nghe điên dại đi, sau này thơ thảnh nghe, đây chỉ đường cực lạc giảng sanh. Như vậy thì thầy đã chỉ cho mình giải thoát làm sao, kiếp này là kiếp chót rồi, phải không? Kỳ này ăn xá đời mạt pháp là coi như là coi như là gọi là kiếp chót đó quý vị. Đó. Thờ mạt pháp là kỳ đại xá lực, tu hành chẳng khó như xưa, tại gia tưởng niệm sớm trưa cũng là được Phật đón đưa rước về, người sẽ được liên quê chở gót, lại còn thêm lộng khoét che thân, lần này là lần thoát trần, nếu không tu là không còn lần nào nữa mà tu. Như vậy thì sáng chiều mình gắng cúng lại ăn chay niệm Phật làm lành nghe quý vị. Thì
Kính thưa quý vị, để chia sẻ qua hôm nay thì mình được có nhân duyên lành gặp gỡ cùng quý vị và đến đây cũng xin dứt lời và cũng nguyện cầu ơn trên mười phương chư Phật từ bi gia hộ cho quý vị được thân tâm thường lạc và tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.